Chào mừng mọi người đã đến với vlog tô màu tranh của mình. Hôm nay thì mình sẽ có một bức tranh về một cô gái trông khá là xinh và đáng yêu. Các bạn hãy cùng mình tô màu cho bức tranh của ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu tô màu nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ tô màu cho mái tóc màu vàng nhé. Giờ thì mình sẽ tô lên chiếc áo. Chiếc áo thì mình sẽ lựa chọn là màu hồng nhé. Oh my god. Mọi người đợi mình xem. Mình sẽ tô chiếc áo nhé. Giờ thì mình sẽ tô màu cho chiếc quần màu tím. Giờ thì mình sẽ tô màu cho đôi dép nha. Mình sẽ sử dụng là màu xanh lá. Quên chưa cắt, tí cắt. Không chặt được. Ai bảo chặt được, tôi bảo ra ngoài kia mẹ chặt cho. Để này tối nấu luôn được, tối xem. Video của mình thì đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.